Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, nghe thuyết pháp là một thiện nghiệp mang lại nhiều lợi lạc cho Phật tử và những người yêu mến đạo Phật. Tuy nhiên, không phải mọi pháp thoại đều mang lại năng lượng tích cực cho người nghe. Gần đây, một số bài giảng dạy giáo lý phổ biến trên mạng gây tranh cãi và phản ứng trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin của cộng đồng Phật tử và uy tín của xã hội. Thuyết giảng phải có chất liệu của sự thật tu, thật học, đó là lưu ý của Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Trí Quảng trước hiện tượng thuyết giảng của một vài vị giảng sư bị dư luận phản ứng trong thời gian qua. Loạt thuyết pháp gây hoang mang, chấn trình tu sĩ, giữ sự trang nghiêm Đầu tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nghiêm cấm Đại Đức Thích Nguyễn Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức do các phát ngôn và thuyết giảng không phù hợp của ông, làm dụng vấn đề thế tục xa vào những nội dung theo xu thế, cũng là vấn đề đáng quan tâm là điều cần điều chỉnh trong việc thuyết giảng ở các đạo tràng hiện nay. Sau đó không lâu, ngày 19 tháng 6, Thượng tòa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Địa Vũng Tàu, cũng bị kỷ luật về những bài giảng pháp gây hoang má xã hội. Bên cạnh những phát ngôn đi ngược với giáo lý thiếu cơ sở khoa học, Thượng tọa Thích Trần Quang cổ suy cho việc giải hạn, cầu lộc bằng cách cúng dường, thích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng có xuất hiện cô gái có những biểu hiện như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể do phong nhập khi trụ trì Thích Trúc Thái Minh đang giảng về Đạo Phật. Sau đó, những lời của nhà chùa giải thích về sự việc cho rằng nghiệp từ trước. Video này được nhiều người chia sẻ và bình luận, đa phần là bình luận không đồng tình về cách giải thích của nhà chùa. Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành thông tư 206-2020-TT-HDTS hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni, trong đó có việc sinh hoạt trên không gian mạng. Nhưng nhiều vị tu hành vẫn có những bài thuyết pháp gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến xã hội và niềm tin tránh pháp. Thông tư nêu rõ, Tăng Ni được quyền sử dụng không gian mạng để nâng cao kiến thức, tu học, nghiên cứu, tương tác, chia sẻ thông tin, phát huy tính mẫu mực đạo đức lối sống của người xuất gia với các pháp lữ và tín đồ cư sĩ Phật tử. Tăng ni sử dụng không gian mạng không được thực hiện các hành vi phê phán pháp môn khác, tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức xã hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ cảm xúc và hình ảnh cá nhân, tương tác và các hành vi khác không phù hợp với giáo pháp. Khi thuyết giảng về nghiệp vụ truyền thông mạng và sử dụng mạng xã hội, thương tọa Thích Minh Nhẫn, phó ban, tránh thư ký, bàn Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định. Giảng sư phải giảng đúng với kinh điển, không suy diễn mang tính cá nhân, áp đặt cho là trư tổ, trư Phật nói. Giảng sư phải giảng phát ngôn đúng với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác Hoàng Pháp, không xuyên tạc, bồi nhọ cá nhân, không nên va chạm, phê phán tôn giáo bạn làm ảnh hưởng đến chính sách đại đoàn kết, gây mâu thuẫn trên không gian mạng. Thượng tòa Thích Minh Nhẫn nói, Giảng sư phải nhận thức rõ việc giao tiếp, tương tác trên mạng xã hội cũng như trong đời sống thực hàng ngày, luôn ứng xử có văn hóa, trách nhiệm, phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong lời giáo giới của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, tại lễ Tạc Pháp An Cư Kiết Hạ Phật Lịch hai năm sau của Chư tăng thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc tự khẳng định gần đây thông tin mạng xã hội có nhiều biến động ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phật giáo với con người Phật việc làm ý nghĩa và thiết thực trong biến động không gì hơn là càng nỗ lực tu tập để tịnh hóa ba nghiệp thân khẩu ý một cách thực sự ở mỗi Phật tử mỗi tăng ni ngài cho biết quần chúng mạng xã hội luôn quan tâm tới phẩm hạnh và ứng xử của người tu sĩ ở khắp mọi nơi những suy nghĩ không lành, lời nói không đúng, tránh pháp, hành động và cử chỉ thiếu oai nghi thì đó là phá pháp. Theo đó, Ngài kêu gọi Tăng Ni nỗ lực tu tập, rèn luyện đạo hành để xứng đáng là người thừa tự, giữ gìn tránh pháp. Phó giáo sư tiến sĩ Trù Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hà Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, việc giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra hình thức kỷ luật đối với một số trường hợp nhà tu hành phát ngôn không đúng chuẩn mực là rất kỳ thời, đây là việc làm góp phần bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ tăng đoàn, gìn giữ sự trang nghiêm của xã hội. Sự việc này cũng cho thấy giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tăng cường quy định chặt chẽ, nghiêm khắc hơn để ngăn chặn những sự việc tương tự. Việc thuyết giảng của các nhà tu hành Phật giáo trên mạng xã hội nếu có nội dung lệch lạc, tuyên truyền mê tín dị đoan sẽ ảnh hưởng rất xấu đến xã hội, đến nhận thức của Phật tử, người dân. Do phát ngôn lệch chuẩn đó, kẻ xấu sẽ lợi dụng công kích, hạ thấp uy tín của xã hội, tăng ni, gây mất đoàn kết xã hội và tôn giáo. Theo chuyên gia, nội dung thuyết giảng chuẩn mực hướng con người đến chân thiện mỹ sẽ tác động tích cực đối với đời sống xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trù Văn Tuấn nêu ý kiến nên có những quy định cụ thể về các điều kiện tiêu chuẩn để một nhà tu hành có thể thuyết pháp. Nhà tu hành không thể tùy tiện thuyết pháp, nhất là thuyết pháp đông người đăng tải trên mạng xã hội. Các vị này cần phải có chứng chỉ giáo sư tuân thủ các quy định của xã hội. Giáo sư tiến sĩ từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, những cảm xúc, hành động và phát ngôn ngược giáo lý Phật giáo gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Từ những bài thuyết giảng không phù hợp, tín đồ Phật giáo có thể mê muội, bị ảnh hưởng tới cuộc cải tâm lý. Theo giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan Chức năng cần ra soát, ngăn chặn những trang tin đăng tải, phát tán video thuyết giảng sai lệch. Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành thông tư 206-2020-TT-HDTS hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni, trong đó có việc sinh hoạt trên không gian mạng. Theo đó, Tăng Ni được quyền sử dụng không gian mạng để nâng cao kiến thức, tu học, nghiên cứu, tương tác, chia sẻ thông tin, phát huy tính mẫu mực đạo đức, lối sống của người xuất gia với các pháp lữ và tín đồ, cư sĩ Phật tử. Tăng Ni sử dụng không gian mạng không được thực hiện các hành vi, phê phán pháp môn khác, tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức xã hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ cảm xúc và hình ảnh cá nhân, tương tác và các hành vi khác không phù hợp với giáo pháp. Thực tọa Thích Trần Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong hai năm Những ồn ào liên quan đến nội dung thuyết giảng của một số giảng sư khiến dư luận dành nhiều chú ý. Trong đó, được quan tâm nhiều hơn cả là các clip có nội dung không đúng, tranh pháp của Thượng tọa Thích Trần Quang. Liên quan đến những phát ngôn này, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định kỷ luật. Theo đó, Thượng tọa Thích Trần Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Thượng tọa Thích Trần Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm. Ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, tránh văn phòng hai trung ương giáo hội đã thay mặt ban thường trực hội đồng trị sự ấn ký thông báo số 244 TB HDTS VP2 thông báo kết luận của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật đối với thượng tọa thích Trân Quang trụ trì thiền tôn Phật Quang xã Tân Hải thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo thông báo vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thưa của cộng đồng Phật tử, nhân dân, cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gây hoang mang trong dư luận, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Vào ngày 18 tháng 6, tại Văn phòng hai Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiên viện Quảng Đức quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban thường trực Hội đồng trị sự, lãnh đạo các ban Hoàng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp xem xét sự việc với sự tham dự của Thượng tọa Thích Chân Quang. Sau khi thẩm tra báo cáo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang và ý kiến các đại biểu dự họp. Ban thường trực hội đồng trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của thượng tọa thích chân quang không đúng tránh pháp gây hoang mang trong xã hội. Ban thường trực hội đồng trị sự quyết định kỷ luật thượng tọa thích chân quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại thiền tôn phật quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền tôn Phật Quang và Thượng Tọa Thích Trân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới, không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang dư luận. Thượng Tọa Thích Trân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang cần phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng Tọa Thích Trân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng Tọa Thích Trân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Thượng tòa Thích Chân Quang tên thật là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, ông hiện là trụ trì tại chùa Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây, Thượng tọa Thích Trân Quang còn đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, ông không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Trân Quang được biết đến là người yêu âm nhạc và đã sáng tác nhiều ca khúc. Năm 2022, ông còn được Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng tiến sĩ ngành luật. Những phát ngôn gây tranh cãi của Thượng tọa Thích chân Quang liên quan đến những nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ hay đi du lịch, về già bị liệt hay không được thờ Phật khi ở chung cư. Chẳng hạn Thượng tọa Thích Trân Quang nói, cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Theo lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể về việc ma đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Trân Quang giải thích, đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ bán người khác và hát karaoke. Ngành cà phê đem lại hàng tỷ USD mỗi năm cũng bị kết tội. Dịch vụ karaoke giải trí cũng như thế. Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng bởi vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ thì sẽ không đi làm được không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê là sẽ mang nghiệp rất nặng. Thượng tọa thích Chân Quang khẳng định, ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Những phát ngôn này hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương phát triển kinh tế lành mạnh của đất nước nên thực sự là độc hại. Nếu người nghe hiểu lầm những lời đó chính là đạo pháp, là phù hợp với tư tưởng của Đức Phật rồi đưa vào tâm niệm và thực hành thì hậu quả không thể đo lường. Bên cạnh đó, ông Thích Trân Quan còn cổ suý cho việc giải hạn, cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử, quyên góp tiền cho nhà chùa. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự hoang mang và bức xúc trước những phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang. Trong thời đại số, các bài giảng Phật Pháp không chỉ diễn ra tại Chùa Chiền mà còn được truyền tải rộng rãi trên Internet. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần thiết lập các quy định rõ ràng về việc kiểm duyệt nội dung trước khi công khai trên các nền tảng Facebook, Youtube, TikTok, Pháp thoại trước khi công khai trên nền tảng số phải được kiểm tra cẩn thận về tính chính xác của giáo lý, ngôn từ sử dụng và đánh giá tác động lâu dài đối với cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.